Cảm ơn bác sĩ Sĩ. Thì Hoàng cũng chào các bác sĩ đồng nghiệp và các quan khách. Thì đầu tiên là Hoàng cũng cảm ơn các bác sĩ về tổ chức cái cuộc họp hội này, đặc nhất là bác sĩ phó giáo sư Võ Văn Giáp và giáo sư Ngô Quý Châu đã giới thiệu mời Hoàng đến nói chuyện hôm nay. Đồng thời cũng cảm ơn Philip đã có một cái giúp đỡ về vấn đề về vấn đề về di chuyển. Thì đầu tiên á, là Hoàng cũng chúc các mọi người một cái cuộc họp một cách thành công. Thì đầu tiên Hoàng muốn nói chuyện về hôm nay đó là về vấn đề cái bệnh này. Thì đầu tiên vẫn là để làng nói chuyện một chút xíu của Hoàng, thì Hoàng ở Melbourne, Hoàng đã sống, Hoàng đã làm bác sĩ cũng gần 20 năm về vấn đề đó. Thì vấn đề của ở Melbourne của Hoàng để cái đó có cái diện tích cũng cái vấn đề về sống ở đó cũng tương tự như là ở cái Hà Nội này, cũng không khí cũng tốt. Đồng thời cái bệnh của Hoàng đã làm cái chỗ về cái bệnh viện, mà cái bệnh viện của Hoàng làm chung với cái đại học của Melbourne, thì có nhiều cái ở đó có nhiều cái người gốc Á Đông, người gốc Việt, gốc Tàu hoặc là gốc Ấn Độ. Thì Hoàng cái bệnh nhân đây cũng tương tự như cái vấn đề của người Việt Nam. Thì hôm nay Hoàng nói chuyện với quý vị về vấn đề về cái ngưng thở khi ngủ, nhất là về vấn đề cái bệnh nhân về người gốc Á Đông. Thì đầu tiên Hoàng nói là thông thường cái bài này Hoàng nói bằng tiếng Anh, thì đầu tiên Hoàng nói bằng tiếng Việt, thành ra nếu mà không có được có gì trục trặc thì xin các bác sĩ thông cảm. Thì Hoàng muốn nói chuyện với các chuyện về vấn đề về cái hậu quả của cái bệnh này, đồng thời những cái bệnh về cái yếu chứng về cái mạch tim, cái cách về nghiên cứu và cách điều trị. Mà quan trọng nhất là muốn nói chuyện với các bác sĩ về cái kinh nghiệm của Hoàng làm cũng gần 20 năm. Từ bắt đầu hồi tiên bắt Hoàng làm chỉ có chừng 5-10% của bệnh nhân của Hoàng là bị bệnh này thôi, nhưng bây giờ có chừng 50% bệnh nhân của Hoàng là bị bệnh cái bệnh này. Thành ra cái này rất là quan trọng về sau này Hoàng hy vọng. Thế bệnh này là gì? Thì nói đơn giản nhất, nói thiệt là cái này là khi bệnh ấy, là cái là khi mà khi mình ngủ ban đêm ấy, thì cái cuống họng của mình nó bị đè xuống, nó nghẹt lại như vậy. Thì trong vòng mà nếu mà toàn bộ trong vòng mà 10 giây đó thì mình kêu là cái là bị là ngưng thở, còn yếu hơn đó, không có toàn bộ thì là giảm thở. Thì thông thường cái đó nó có chứng giám với chừng là giảm cái oxy của mình chừng 4%, đồng thời là làm cho mình cái cơ thể mình nó thức dậy. Thì nó có cái nhiều cái loại ngưng thở, có gọi là tắc nghẽn, hợp thở hoặc là trung tâm. Thì tắc nghẽn có nghĩa là toàn bộ cái này không có cái luồng khí ha. Nhưng mà vấn đề cái tắc nghẽn là cái cơ thể, cái phổi của mình còn ráng thở ha. Còn cái trung tâm là cái não của mình nó không có muốn thở nữa. Còn cái hỗn hợp lại hai cái chung với nhau. Thì đây là cái cuống họng của mình khi mà đang tỉnh giấc. Thì các bạn thấy là đây cái hàm của mình, cái lưỡi của mình ở đây, cái này cái huyết quản của đây. Thì khi mình ngủ ban đêm á, thì khi mà cái bắp thịt này nó mềm ra, nó bị nghẹt như vậy đó, thì không có thở được. Nó là cái obstruct cái của mình. Khi xảy ra như vậy, cái oxy cũng giảm xuống, thì nó nguy hiểm cho cái cơ thể của mình. Đồng thời khi xảy ra như vậy, nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình, cái đầu não của mình nó thức dậy. Thì cái này đó, cái bệnh sinh học của cái bệnh này đó, thì thông thường là về cái bệnh về cái phì. Người nhất là người ngoại quốc đó, thì thông thường là bị phì. Thì thông thường sao bị phì, nó bị như vậy là thì cái vấn đề về cái chất mỡ đó, nó vô cái cuống họng của mình với lưỡi của mình. Thì thấy mình mổ người ta về sau, người ta mà bị bệnh rồi sau mình ta mổ ra, thấy cái lưỡi của nó bị dày hơn là cái chất mỡ ra. Nhưng mà 40% của cái bệnh nhân này không có bị mập, thì tôi nghĩ là phần lớn là có nhiều cái người Á Đông có phải cái vấn đề này. Thì như vậy là tại sao? Tại vì ta bị rối loạn cái chức năng về cái nở đường hô hấp bên trên, tán chứng cơm của cái hóa chất, tránh khiến cái kích thích, đồng thời nhiều khi cái cuống họng của mình có nhiều cái nước bên trong đó, nhiều khi bị nghẹt vô. Thì khi như vậy đó, có nghĩa là mình có thể có các kiểu chữa cái khác. Và tại sao mình phải lo cái bệnh nào như vậy? Thì vấn đề là có một cái bệnh, nhưng mà có hai cái trường hợp xảy ra. Một đó là cái bệnh làm cho mình ngủ, buồn ngủ nhiều vào ban ngày. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng xấu về cái sức khỏe của mình. Thứ nhất là mình dễ bị cao huyết, bị đề kháng cái insulin của mình, thiếu máu cơ tim, rung nhĩ, suy tim, đột quy và tử vong. Với vấn đề buồn ngủ ban ngày á, rất là quan trọng và ngoại quốc. Tại vì cái này người ta thấy rõ ràng là cái những người này bị thêm về cái tai nạn về giao thông, tai nạn về lao thông. Ở cái ở Úc của Hoàng ở đó, thì nếu mà người nào mà bệnh nhân mà có bị bệnh này á, thì không có được lái xe. Chỉ khi nào mà bị được lái xe khi mà bác sĩ chuyên gia đã chữa cho. Còn người nào mà đi lái xe mà cái xe ô tô bus hoặc là cái xe như quan trọng á, thì phải có đi cái screening test, bị là test first. Đồng thời nó giảm cho mình bị trầm cảm,
bất hòa trong gia đình, đồng thời có cái giảm chất lượng cuộc sống. Thì Hoàng trong thời gian không có nhiều, Hoàng muốn rạng lại chút xíu, nhưng mà nói chung á là nhiều cái nghiên cứu rồi, nó nói là cái bệnh này có làm cho mình chạy áp huyết cấp, thiếu máu cục bộ, suy tuyết của mình, rung nhĩ, cũng làm cho mình đề kháng cái insulin của mình, nội quy và tử vong như mình nói trước. Thì Hoàng muốn chú thêm chút thời gian hai cái sai này, thì xin lỗi tại vì nó hơi tiếng Anh thì phải giải chút xíu. Đầu tiên á là mình cái respiratory control, có nghĩa là khi mà cái hít thở của mình nó bị yếu đi, đồng thời mình bị mập, đồng thời cái cuốn họng của mình nó bị nghẹt, làm cho mình bị sleep apnea ha. Thì nó sẽ là như vậy, để hoàn thành cái slide như vậy. Thì có ba cái chuyện xảy ra. Thứ nhất đó là khi mà cái oxy mình giảm xuống thì nó làm cho mình, nó là cái đổi cái oxy của mình, nó thành là cái oxy nó trở thành là cái đổi đi, thành là cái oxy nó là cái tiếng Anh là free radical, thì nó không có tốt cho cái, nó làm cho cái mạch máu của mình nó bị yếu đi. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho khi mà mình cái thở của mình, cái oxy nó giảm xuống, thì mình biết là cái giảm xuống thì cái làm cho cái cuốn phổi cái áp lực nó cao lên. Khi mà cái arousal có nghĩa rằng là khi mà mình bị thức dậy đó, thì nó là cái mình đã hoảng hốt, thành ra nhìn là cái nhịp tim nó cao lên, đồng thời cái áp lực của cái áp lực máu nó cao. Còn cuối cùng khi mà thay đổi cái áp lực bên trong cái phổi của mình, nó làm cái bút cái áp lực trên cái tim của mình, thì toàn như vậy nó làm cái bệnh như vậy. Hoàng nói trước như vậy thì Hoàng sẽ giải thích về sau cái chữa trị nó cách thể nhìn nào. Thì 10 năm trước đã lâu rồi, thì mà biết rằng là khi mà bệnh về cái sleep apnea này thì cái tử vong cao hơn. Thì có hai cái study, một cái ở bên Mỹ, một cái ở bên Úc. Thì nó thấy là cái người này, nếu mà các anh chị thấy là cái AHI là cái nó nói mình cái bệnh nặng hay nhẹ, thì khi mà bệnh càng nặng thì cái mình nhìn, mình soi nghiên cứu ra nhiều năm, thì cái người đó thấy chết nhiều, chết sớm hơn. Thì đồng thời khi mình chữa người ta thì nó sẽ lại thấy chữa cái sleep apnea này thì nó lại đỡ hơn. Thành ra cái đó lúc đó làm cho mọi người tỉnh tàn thật là phải chữa cái bệnh này. Thì cái bệnh này bên ngoại quốc đó thì rất là nhiều, 34% người đàn ông bị, 17% người phụ nữ. Thì trong cái đám người này đó thì 17% là bị từ trung bình đến nghiêm trọng. Người Á Đông thì sao? Thì Hoàng có nhìn lúc up cái research thì thấy đó, thằng làm một cái, có cái study nói có chừng 24 cái nghiên cứu trong vòng gọi là từ 2012. Thì cái trung bình của người tham dự cái này thông thường bị ở chừng từ 41 đến 58.9 tuổi. Cái BMI của ta trung bình từ 22 đến 29, có nghĩa là không có mập nhiều lắm. Cái tuần suất của cái bệnh này có chừng từ cái nước ở Nhật Bản thì hơi thấp, chừng có 3.7, nhưng mà ở bên Singapore thì nhiều hơn, là 72%, thì rất là nhiều. Đồng thời cái triệu chứng cũng thay đổi, thấp ở bên Hàn Quốc nhưng mà nhiều hơn cũng ở Singapore. Mà nói chung thì ta nghĩ rằng là theo cái nghiên cứu này thì có lẽ là cái hai cái mà có lẽ là vừa nhất là một là cái của Hồng Kông thì chỉ 7%, còn là Ấn Độ là 13%. Thì cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh này đó của người Á Châu là một là nam giới, tuổi cao, cái BMI của người ta nó cao, cái vòng cổ nó dày, tỷ lệ vòng mông với hông nó cao, tăng huyết áp, hút thuốc lá, nháy, hoặc là điểm cái là cái Epworth Sleepiness Scale, hoặc thể nói lại cái nói về sau là cái ngày buồn ngủ thì nó nhiều. Cho nên skip cái này ha. Cái vấn đề khi mà bệnh nhân vô thì theo cái kinh nghiệm của Hoàng đó là nháy đó, thì nhiều khi bệnh nhân không biết được. Anh nhớ là khi mà bị nháy bệnh nhân đi ngủ, bệnh nhân không biết được. Mà Á Đông á thì cái nháy rất là nhiều, thì nhiều khi bệnh nhân không nghĩ là cái gì đó chụp chặt hết. Người của người ngoại quốc thì nó đúng là nó thấy là ngáy là không có quen, thành ra nó có nói, nhưng mà nhiều khi Á Đông của mình không biết, thành ra mình bị hỏi người ta. Thứ hai khi mà ngáy thông thường là cái ngáy từ hồi nhỏ lâu dài, đồng thời rất là ồn ào. Nhiều khi ngủ ban đêm người ta hay thức dậy, người ta khó thở. Nhưng mà phải nói là cái bệnh này khi mà bệnh như vậy hơi nặng rồi, là nhiều khi cái bệnh nhân không có cái chuyện này ra. Đồng thời nói khủng ngủ không ngon, có nghĩa là khi mà dậy thì không có thấy tỉnh táo. Nhưng mà như nói chuyện bệnh nhân cũng vậy, nhiều bệnh nhân là thấy là người ta nói ồ tại vì tôi già rồi vì tôi là tôi hôm qua rồi uống rượu, hôm qua đi trễ ngủ trễ, nó không hề nghĩ suy nghĩ là tại vì cái chuyện gì chụp chặt xảy ra.
Thằng nhiều khi cái này mình phải hỏi người ta mới biết được. Thì khi mà mình mà suy nghĩ là bệnh có thể bệnh nhân là bệnh này, thì mình có thể dùng cái những cái questionnaire, là cái công cụ sàng lọc, thì tiếng Anh nó gọi là OSA 50. Cái O nghĩa là obesity, ha, béo phì. S nghĩa là snoring, ha, là ngáy. A nghĩa là apnea, là mất ngủ. Còn 50 tuổi là vậy. Thì thông thường em thấy nếu mà dùng cái score này mà trên điểm và trên 5 điểm đó, thì có nghĩa là 100% là có thể bị bệnh. Nhưng mà không nghĩa là chính xác. Còn vấn đề nếu mà dưới 5 điểm thì tốt hơn, nghĩa là mình không có bị bệnh thì mình không phải nghiên cứu người ta. Thì họ nghĩ thông thường là mình dùng cái này tốt hơn, cái là khi mà yếu điểm đó, thì mình biết là không cần phải nghiên cứu. Còn nếu mà điểm cao thì mình phải nghiên cứu cho chắc anh có bệnh không. Hồi trước lúc nãy họ nói về cái F-word, nó nghĩa là cái trang điểm buồn ngủ, nghĩa là như vậy. Là có thể cái này thì thông thường bệnh nhân trước khi mình thì mình đưa cái giấy này cho bệnh nhân tự điền ra. Thì có nghĩa là có 8 câu hỏi. Một đó là đang đọc sách báo, đang xem TV, đang ngồi yên nơi công cộng, đang ngồi yên trong xe hơi, đi tiếp tục trên 1 tiếng đồng hồ, đang nằm nghỉ chưa, đang ngồi nói chuyện với ai, hoặc đang ngồi nghỉ khi sau dùng ăn cơm chưa, hoặc không uống rượu, hoặc đang ngồi lái xe trong khi dừng lại một vài phút. Thì cái điểm nó từ 0 đến 3. 0 có nghĩa là không buồn ngủ, 3 là rất buồn ngủ, 1 là một chút xíu vừa vừa, còn 2 là trung bình. Thì nếu mà thông thường là toàn bộ tốt dưới là 7 điểm. Từ trên 7 điểm là bắt đầu là thấy không có tốt, trên 10 điểm bắt đầu là thấy có thể là bệnh nặng. Nếu mà khi mà toàn bộ cái bệnh này thông thường là về cái hỏi bệnh nhân thôi, nhưng mà nếu mà anh muốn khám bệnh nhân thì ngoài cái chuyện mà có nghĩa là cái béo phì không, thì ông phải nghe cái cuốn họng người ta. Thì tiếng Anh nó gọi là cái malapathy score. Thì thông thường là cái độ 1 đó, anh thấy ở đây đó là bên trong có thấy cái cuốn họng đây, mình có thấy cái cuốn họng được ha. Cái thứ hai là anh thấy nửa cuốn họng. Cái ba là thấy cái lưỡi nó đè rồi không thấy được. Còn cái tư là cái lưỡi nó đầy nhiều lên. Thỉnh thoảng đó người ta ngáy rất là nhiều, hay là bị cái toàn bệnh là bị đỏ. Thế nhưng nhìn vô bác sĩ mình có thể là bị viêm, nhưng mà không phải là bị viêm. Đồng thời cái này cái acidan của mình cũng lớn lên, thì chuyện này có thể xảy ra được. Thì nhớ là nhiều khi bệnh nhân bị đông cuốn họng không phải là nhiều khi là bị viêm. Cái phương pháp chẩn đoán thì bây giờ có thay đổi đó, rằng là có hai cái loại. Một là mình có thể ngủ ở nhà, hai là ngủ ở bệnh viện. Thì mới bắt đầu hoàn 20 năm trước thì không có bao giờ ngủ ở nhà, chỉ là cái bệnh viện thôi. Thì thông thường bệnh viện nó tốt thì có thể nghĩ được, có thể mình có thể chẩn đoán được, có thể mình có thể đặt cái chữa trị được bằng cái CPAP. Hoặc là mình có thể nhiều khi mà mình bận rộn, mình không có lâu dài, thì mình có thể làm hai cái chung được. Ở nhà thì nó có thiết bị, nó có nhiều cái, có thể đơn giản cái đặc biệt, thì mình phải biết cái loại máy mình dùng cái nào. Thứ hai nữa là nhiều khi nó không có cái đúng cái loại máy thì không có tốt cho bệnh nhân của mình. Và cái ưu điểm của cái ngủ ở bệnh viện là có thể được toàn bộ nghiên cứu ban đêm. Đồng thời nhiều khi hoàn có thể gọi là quay phim bệnh nhân, nhiều khi bệnh nhân có bệnh khác nữa mình có thể quay phim được. Còn cái không tốt là nhiều khi nó tốn tiền, nó tốn thời gian bệnh viện. Và nhiều khi bệnh nhân không có thích vào ngủ bệnh viện. Bệnh viện làm ngủ ở nhà thì cái máy của Hoàn dùng ở bên Úc là toàn bộ là nó là đầy đủ hết. Chỉ có thiếu là không có nghiên cứu về cái quay phim thôi. Thì thông thường nó không có tốn kém tiền bạc dễ dàng. Nhưng mà dở một cái thì khi bệnh nhân không có, nhiều khi ngủ không có được tốt, có thể kéo cái dây ra thì mình mất cái kết quả đó. Đồng thời nhiều khi cái máy nó có thể nó không có được quốc, nhìn là cái pin hết rồi như vậy đi, thỉnh thoảng có xảy ra. Nhưng mà thỉnh đó thì chừng cái theo cái kinh nghiệm của họ chừng là 5% là bị như vậy, là hiếm lắm. Thì cái này là nếu mà mình thử như vậy thì cái kết quả như vậy thì Hoàng xin lỗi hơi xa chút xíu. Đầu tiên là cái này tiếng Anh, đó là cái sleep hypnogram, tiếng Anh. Thì đầu tiên cái này là cái quan trọng, mình thấy là cái quan trọng là cái này cách ngủ của bệnh nhân. Đầu tiên là mình thấy cái giờ, cho nên là 11 giờ dậy lúc là 6 giờ sáng. Khi mà thấy mình cái không có cái ghép, cái không có cái hình bên trong, không có màu, có nghĩa là cái lúc bệnh nhân bị dậy. Cái màu có nghĩa là cái từ có lại nặng hay nhẹ. Thì cái màu xanh dương với màu vàng thì có nghĩa là ngủ không có được sâu lắm, ngủ sâu được cái màu xanh đậm này. Đồng thời cái REM sleep là cái này. Thì thứ hai nữa là anh thấy là cái này, cái oxy, thì anh biết là khi bệnh nhân trước đi ngủ cái oxy rất là tốt, có chừng hơn 90%. Khi ngủ rồi thì oxy nó giảm xuống, nhất là lúc cái REM sleep này. Thì dưới đây là cái này là cái mình bị nghẹt thở. Nếu bây giờ anh nhìn vô từng một cái thì cái trên này là 30 giây, cái dưới này là 5 phút. Thì mình thấy đây đó,
rằng là đây là cái những cái này là cái trên là để mình lo cái não của mình, lo cái ECG của mình. Cái dưới này á là cái chân. Cái này là cái hơi thở của mình, đồng thời là cái dây của ngực với cái bụng của mình. Thì thấy khi đây mà bác sĩ mình đang thở bình thường dừng lại thì thấy cái oxy của anh nó giảm xuống. Rồi thấy bệnh nhân nó khủng hoảng, thức dậy, cái chân nó di chuyển rằng là cái oxy nó trở lại bình thường. Thì cái này đã trong vòng có 5 phút mà nhiều như vậy thì cái thông thường cái này để cỡ chừng bị nghẹt thở có chừng là 60 lần một tiếng. Thì mục tiêu của điều trị là mình đầu tiên á mình phải điều trị cho mà bệnh nhân thấy tốt hơn, thì tình giảm tình cái trạng buồn ngủ, giảm nguy cơ về tim mạch, rối loạn về cái chuyển hóa và cái hậu quả bất lợi khác, cũng là cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Thì theo thông thường ở bên Úc của Hoàng đó, thì cỡ chừng cái như vậy nói trước đó, là 15% cái người bị trung bình với bị nặng đó thì sẽ chữa. Ví dụ người ta không có bị nhiều triệu chứng mình cũng muốn chữa người ta, tại vì sau này có thể nguy hiểm cho cái về cái vấn đề cái sức khỏe của người ta. Còn toàn bộ người nào mà có triệu chứng, chẳng hạn người ta bị ngáy, người ta mệt mỏi, thì mình cũng sẽ cũng lại thử chữa người ta có đỡ không. Thì vấn đề là thì hoàn cho cái này là cái next one. Thì vấn đề á, cái chuyện trọng ở bên đó là vấn đề về phải giáo dục và bệnh nhân về vấn đề về chuyển về cái lái xe có bị tai nạn. À, đồng thời mình phải bên đó nhiều khi mình phải viết giấy cho cái công ty hoặc là chính phủ rõ ràng bệnh nhân có chữa được không. Đồng thời mình cũng phải giải quyết cho cái ngưng thở nhanh chóng, theo dõi có kết quả, thì chừng bệnh viên mình gặp mình một năm một lần để mình coi kết quả coi nó có tốt. Đồng thời mình cũng khiến các bệnh nhân là mình giảm ký, tránh uống rượu, tránh thuốc uống thuốc an thần. Thì uống thuốc an thần nhiều khi làm cho cái bắp thịt của mình mềm, nó dễ bị nặng thêm. Tránh thiếu ngủ, tránh cái ngủ ở tư thế nằm ngửa. Thông thường nằm ngửa nó bị nặng hơn tại vì cái lưỡi của mình đè xuống nhiều hơn, một vài cai thuốc lá. Theo về giảm cân á, thì bạn hỏi là nếu mà giảm cân thì cái bệnh có đỡ bình thường không? Thì đúng, có thể được, nhưng mà chỉ là bệnh nhẹ thôi. Còn nó bệnh nặng, nếu mà cái bệnh còn bị nặng, cái HI của bộ 30 thì mình có phải, thì thông thường giảm ký một cũng không có đủ thì mình phải tiếp tục thêm. Nhưng mà mình bao giờ cũng là nói bệnh nhân là mình ráng để dùng sụp ký để người ta ráng thì người ta giữ sức khỏe nó tốt hơn người ta. Còn về vấn đề cái chữa trị á, thì có lẽ cái chữa trị thông thường á, là cái về vấn đề cái áp lực thở ở dương liên tục là cái CPAP. Thì cái này đó như cái thấy là cái dùng là dễ dàng lắm. Cái là giống như là mình cái là đơn giản nhất là mình là cái bơm bánh xe vậy đó. Cái bánh xe mình bị xẹp ở đây thì mình bơm hơi vô nó nở ra. Thì cái này máy dùng nó, tại vì bệnh nặng hay nhẹ mình có đều thiện cái quá áp lực như vậy. Thành ra thông thường nó có là rất là tác dụng. Thì bây giờ họ muốn một chút xíu nói chuyện về cái tốt của cái chữa bệnh cái này. Thì nếu mà bệnh nhân mà bị bệnh về cái bệnh này thì mình biết là mình có làm tăng huyết cao, thì có nhiều cái study cái nghiên cứu đã nói rằng là khi mà chữa cái này, cái người đó mà bị áp huyết cao và đồng thời có bị cái bị sleep apnea thì mình chữa đi thì mình hạ cái áp lực xuống chừng 2.5. nếu mà bị cái người nào mà cái huyết cao mà nó kháng trị đó thì nó giảm xuống chừng 7. Mà các bạn nói tại sao mà giảm ít như vậy, thì thông thường nó thiệt là khi mà người nào bị áp huyết cao đó, thì thông thường có nhiều bệnh cũng phải về cái gene. Về cái muối người ta dùng, đồng thời có cái bệnh khác, thì thông thường chữa về cái sleep apnea chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng mà cho dù chữa một phần nhỏ mình cũng có tác dụng nhiều về cái lâu dài của người ta. Thứ hai, cái bệnh về vấn đề về tăng áp phổi, thì đó thì các bạn biết là rất là khó chữa, nhưng mà thấy là khiến người nào mà vừa bị tăng huyết phổi đồng thời có bị cái sleep apnea mình chữa đi đó, thì cái tăng áp phổi nó giảm xuống nhiều, rất là tốt. Thành bây giờ cái nói chung là bên cái American College of Cardiology đang nói là mình khi nào mà bệnh cái bệnh này, cái tăng huyết phổi phải nghiên cứu coi có bị sleep apnea không ha. Rối loạn tim thì cái này rất là quan trọng. Thì ở Melbourne có cách đây chừng 2-3-4 năm thì bệnh viện Hoàng có chung với cái bệnh phát để nghiên cứu vị này, thì thấy rõ ràng là cái khi mà bệnh nhân nào mà bị cái bệnh về cái bệnh rối loạn tim mà cũng bị cái bệnh về cái bệnh ngưng thở này, nếu mà chữa đi đó thì thấy là cái bệnh này, cái tim á, thì nó sẽ an toàn nhiều hơn. Thông thường ở bên đó người ta sẽ shock cái patient để cố tình làm cho cái bệnh tim trở lại bình thường. Thì khi mà như vậy mà chữa thì thấy người thấy là bệnh nhân cái sẽ ở cái dùng cái tim nó ổn lặng lâu dài hơn. Đồng thời á, khi mà bị đột quỵ á, thì vấn đề cũng là tự tự như vậy, là khi nào người nào mà bị cái bệnh này hoặc sleep apnea có bị thì khi mình chữa thì thấy người ta có cái tỷ lệ sống lâu dài hơn. Đồng thời
chữa thấy cái chuyện về cái bệnh viện, về cái bệnh nguy cơ này nó giảm nhiều. Thì bây giờ bạn nói tại sao bây giờ nôi mà tôi có bị yếu tim ha? Vấn đề tại sao bây giờ chữa cái CPAP này có đỡ cho tôi về sau này không? Hiện có 3 cái study lớn nghiên cứu về cái này. Thì Hoàng sẽ nói chính về cái last study, đó là cái Mr. của McElroy, cái step study mà published just recently. Vấn đề là cái study này đó, nó cái kết quả nó không được rõ ràng lắm, thành ra nhiều người ta hỏi như vậy. Đầu tiên là cái study này nó lùm có trong cái có hai cái trung tâm ở Úc, chính cái nhiều cái trung tâm khác ở bên Trung Hoa. Thì có chừng 2717 bệnh nhân. Cái bệnh nhân này không có bị buồn ngủ nhiều lắm. Tại vì thông thường buồn ngủ mình xuống chữa cho bệnh viện, cho bệnh nhân. Cái bệnh nhân này có bị yếu tim, đồng thời cũng bị cái sleep apnea, thì sẽ cho cái người này dùng máy chữa trị cái CPAP và không dùng máy. Thì theo dõi trong 3 năm 7 thì thấy không có cái người dùng cái CPAP nó không có được là kết quả nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ vô thì mình thấy đồng tiên là khi mấy cái người này nghiên cứu đó thì dùng cái khi mà nghiên cứu người ta dùng cái đơn giản cái nghiên cứu ở nhà, nó dùng cái oxy, nghĩa là nó chỉ coi cái bệnh thôi. Thành ra mình không biết được cái bệnh này có thể là bị về cái sleep apnea hoặc là central sleep apnea, có nghĩa là một cái là cái nín thở, một cái là cái trung tâm của cái não của mình nó khác nhau nhiều. Thứ hai nữa rằng là khi người ta cái bệnh là bị nặng, nghĩa là bị cái AHI nó nhiều trên 30 thì nó không có cho với cái nghiên cứu này. Thứ ba nữa là bệnh nhân chỉ có dùng có dưới ba tiếng một đêm thôi. Thành ra cái đó là không có, đương nhiên là không có phải mình dùng nôm rồi. Thành ra tôi không có nghĩa là thấy ngạc nhiên là tại sao nó không có kết quả nhiều. Thì đây là cái này đó, khi là ba cái này dùng lại thì cái bên này đó, xin lỗi. Thì cái bên này đó là nghĩa là khi dùng cái kết quả nó tốt cho mình, dùng cái này thì không có tốt cho mình, thì thấy đây đó thì thấy không có thấy tốt nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ lại cái bệnh nhân nào mà có dùng cái máy trên 4 tiếng đồng hồ thì sẽ tốt hơn. Thành ra như vậy mình mới hiểu được cái study nó không có được tốt lắm. Thì nói chung về cái khi mà bệnh nhân on cái CPAP này thì Hoàng nói cái kinh nghiệm là nhiều các bệnh nhân, các bác sĩ chữa cũng biết là nhiều bệnh nhân không thích dùng máy. Thì vấn đề tôi nói với đồng tiên là phải là thủ đoán cái tốt của là cái bệnh bị nặng, có triệu chứng nhiều hơn. Đồng thời nếu mà mình có nhiều thời giờ nói chuyện bệnh nhân về cái bệnh này thì bệnh nhân sẽ có thấy có tác dụng nhiều hơn. Còn nếu mà cái yếu là những cái bệnh nhân không có bị bệnh nặng, không có buồn ngủ nhiều, đồng thời bị nghẹt mũi hoặc là bị có cảm giác bị giam giữ thì nó thấy không có kết quả nhiều lắm. Cái này rất là quan trọng. Khi mà dùng cái máy này, cái CPAP quan trọng nhất là mình phải dùng cái mặt nạ. Thì theo cái kinh nghiệm của Hoàng là nếu mà dùng mặt nạ không có được tốt thì bệnh nhân thông thường không có dùng lâu dài được. Thành ra cái chuyện quan trọng là mình phải giảm dùng cái máy, cái mặt nạ tốt cho vừa cái bệnh nhân. Thì nếu mà không có dùng vừa đó thì như đây này, thấy như vậy là bệnh nhân sẽ là không bao giờ mà chịu dùng được. Về cái tham sát và theo dõi thì hồi trước thông thường thì hồi trước Hoàng thì không chỉ có thiệt là mình phải nghe lời bệnh nhân nói là tôi có dùng hay không dùng. Thỉnh thoảng cái máy bệnh nhân có thể kém cái kết quả được. Mà gần đây chỉ một năm rồi thì các thay đổi, có nghĩa là có một cái mấy cái công ty như Philips với lại cái Dressman nó cho cái máy nó gọi là cái điều trị dùng cái mạng. Thì có nghĩa là cái máy của bệnh nhân nó có một cái modem, có nghĩa là nó liên lạc với cái mạng thì mình có thể liên lạc với cái máy thẳng luôn. Thẳng khi mà bệnh nhân vô nhìn gặp mình đó thì ví dụ đây đi Hoàng, đây là cái bệnh nhân Hoàng gặp, thì Hoàng có thể mở cái mạng lên, mình có biết được là bệnh nhân sẽ dùng được nhiều, lúc nào, bao nhiêu giờ, đồng thời cũng biết là nhiều có bị nặng hay nhẹ. Thứ hai nữa rằng là bệnh nhân cũng sẽ có thể điều chỉnh cái áp lực của mình toàn bộ, không có cần bệnh nhân cũng dùng máy đi. Thì nhiều khi bệnh nhân có phải ở xa mà có thể giúp cho bệnh nhân. Thì trở thành một thêm hai cái quick line nữa, là một cái là bây giờ thì ngoài cái bệnh này chữa có gì khác không? Thì vấn đề là gần đây đó thì có một cái như cái study nó dùng cái về cái public cái về cái là cái kinh thích cái hần kinh hạ nhiệt, nghĩa là khi mà mình người ta dùng một cái device người ta send, khi mà bệnh nhân ngủ ban đêm đó thì khi mà thấy cái cuống họng cái không có thở được thì nó gửi cái signal trong cái cuống họng của bệnh nhân đánh thức dậy. Thì cái bệnh viện của Hoàn có phạt cái nghiên cứu này, nó thiệt là cũng có kết quả nhưng mà dở một cái là nó không có bị nặng. Là bệnh nhân không có nặng, tại vì nặng thì không có dùng được. Thứ hai nữa là oxy không có giảm nhiều.
Thứ ba nữa, khi mà dùng thì nhiều khi là cái máy nhiều khi nó bị trục giặt, bị viêm hoặc là bị đau, thành ra phải gỡ ra, thành ra hoàn nghĩa còn lâu dài. Thì bây giờ hoàn chắc là cái cuối cùng là cái nói là cái này, cái dùng cái, nếu mà dùng mà cái bệnh nhân chỉ bị ngáy thôi mà không có bị yếu cái oxy thì có dùng cái răng, thì dùng cái răng này nó mình phải ngậm vô thì nó đưa cái hàm mình lên trước, cái cuốn họng mình mở ra thì dễ ngủ hơn. Thì cuối cùng là cái sai thì hoàn nghĩ tới giờ có thai mở rồi. Thì đây là mỗi họ có cái sinh gì không? Xin cảm ơn phần trình bày tổng quan rất là đầy đủ, dễ hiểu của bác sĩ Hoàng về cái hội chứng ngưng thở khi ngủ. Thì trong